Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình có bạt của bắp chuối. Bây giờ thì mình sẽ nướng ăn. Sẽ có ngọt nha. Đây, loại bắp chuối này thì không phải là cái loại bắp chuối kia nha. Đây thì người ta nói là loại bắp chuối rừng trắng. Hiện tại bây giờ thì mình có 3 quả nha. 3 quả, mình sẽ tiến hành cho các bạn xem. Mình cũng đã chuẩn bị được mấy cái củi đây này. Mình sẽ ghi chiếu cái lò nướng đây. Đây, hiện tại thì mình đã ở trong rừng nha. Đây, cái này là cái lò nướng. Đây, bây giờ mình sẽ chiếu cái lò nướng này để nướng nha các bạn. Chỉ còn mỗi cái tự tự ớt là muối tự ớt cái này thôi. Thank you.
Bây giờ thì mình sẽ lấy về ăn nha. Đây, một quả rất là to. Đây, to lắm luôn. Mình sẽ mang về để trên đây. Đó, nằm số này. Đi lại tiếp. Cái ông này nữa. Đây, cũng là một trái rất là to luôn. Nằm số này. Cái này, chín chưa? Chắc cũng chín luôn rồi. Đây, cũng chín luôn. To lắm luôn. Đây. Để đây. Thì mình sẽ ăn cho. Mời các anh chị các bạn chúng ta cùng xem nhé. Giờ thì mời các bạn nha. Mời các bạn cùng mình thưởng thức và ăn bắp chuối. Đây. Ghê chưa? To lắm luôn. Và nó hơi đê đê một tí. Giờ mình không ăn cái đê đê này nha. Đây. Đây. Đúng quá, đúng quá. Đây, mình sẽ ngủ từng cùng xem nha. Ôi trời ơi, ngon lắm luôn. Cái gì nữa? Ôi trời ơi, ngon lắm luôn các bảo ơi. Ê. Ôi trời trời trời, ngon lắm. Ngon lắm. Cái này, tôi nghĩ sáng là muốn ăn nha. Ăn cho các bạn xem. À, mời các bạn nha, mời các bạn ăn cùng mình nha. Rồi mình ăn đi. Ngon lắm luôn các bạn ơi. Ngon lắm đi. Ngon lắm đi. Thank you.
video mới nào.